FSI Cantonese Basic Course, Lesson 10. Basic Conversation. A. Build Up. Each build up will be given 6 times. The first 3 times you listen only. The second 3 times, listen and repeat in the pauses provided. Yào hạ, yào hạ, yào hạ, yào hạ, yào hạ, yào hạ. Bin đầu, bin đầu, bin đầu, bin đầu. Bin đầu, bin đầu. Hãy, 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 hãy. Hãy bin đầu à, hãy bin đầu à, hãy bin đầu à, hãy bin đầu à. Hãy bin đầu à, hãy bin đầu à. Cháu tìm, cháu tìm, cháu tìm, cháu tìm, cháu tìm. Cháu tìm. Mình hòa 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 cháu tìm hãy bên đâu à? 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 Chén mình, chén mình, chén mình, chén mình, chén mình, chén mình. Chén mình mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Chén mình mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Chén mình mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Chén mình mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Chén mình mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Chế mình, mình hòa cháu tìm hãy bên đâu à? Bốn đề nhân, 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 bốn đề nhân. Bình, 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 bình. Có bình, có bình. Có bên, có bên, có bên, có bên, hãy 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 có bên. Nè, 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 hãy có bên, nè, hãy có bên, nè, hãy có bên. Nè, hãy có bên. Nè, hãy có bên. Nè, hãy có bên. Thái tổ, thái tổ, thái tổ, thái tổ. Thái tổ, thái tổ. Thái mù tổ, thái mù tổ, thái mù tổ. Thái mù tổ. Thái mù tổ, thái mù tổ. Đối mù chú, ngó 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 thái mù tổ. Có bên bên đâu à? 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 Đối mặt, đối mặt, đối mặt, đối mặt, đối mặt, đối mặt. Má đầu, má đầu, má đầu, má đầu, má đầu, má đầu, má đầu đối mặt, má đầu đối mặt, má đầu đối mặt, má đầu đối mặt, má đầu đối mặt. Mã đầu đối mặt. Thiên sinh mã đầu. 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 Hãy thiên sinh mã đầu đối mặt.
喺天星码头对面。喺天星码头对面。喺天星码头对面。喺天星码头对面。喺天星码头对面。公司公司公司公司公司公司有冇公司啊？有冇公司啊？有冇公司啊？有冇公司啊？有冇公司啊？有冇公司啊？眯咗紧，眯咗紧，眯咗紧，眯咗紧，眯咗紧，眯咗紧，眯咗紧，有冇公司啊？眯咗紧，有冇公司啊？眯咗紧，有冇公司啊？眯咗紧，有冇公司啊？眯咗紧，有冇公司啊？眯咗紧，有冇公司啊？有，有，有，有，有，有，间，间，间，间，间，间。呢嗰边有间，呢嗰边有间，呢嗰边有间，呢嗰边有间，呢嗰边有间，呢嗰边有间。银行，银行，银行，银行，银行，银行，嗰间银行。嗰间银行，嗰间银行，嗰间银行，嗰间银行，嗰间银行，隔离，隔离，隔离，隔离，隔离，隔离，喺嗰间银行隔离，喺嗰间银行隔离。喺嗰间银行隔离，喺嗰间银行隔离，喺嗰间银行隔离，喺嗰间银行隔离。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。B. Recapitulation. The recapitulation will be given first without pauses. 请问文华酒店喺边度啊？呢喺嗰边。对唔住，我睇唔到，嗰边边度啊？喺天星码头对面。呢左紧有冇公司啊？有。呢嗰边有间，喺嗰间银行隔篱。啊，睇到啦。唔该。Now the recapitulation will be given again, each sentence twice, with pauses for you to repeat. 请问文华酒店喺边度啊？请问文华酒店喺边度啊？呢喺嗰边。呢喺嗰边。对唔住，我睇唔到。对唔住，我睇唔到。嗰边边度啊？嗰边边度啊？喺天星码头对面。喺天星码头对面。呢左紧有冇公司啊？呢左紧有冇公司啊？有，呢嗰边有间。有，呢嗰边有间，喺嗰间银行隔篱，喺嗰间银行隔篱。啊，睇到啦，唔该。啊，睇到啦，唔该。Three, pattern drills. One, expansion drill. Example, teacher.
我, 你, 佢. Student. 我喺呢度，你喺嗰度，佢喺边度啊？ One. 我哋，你哋，佢哋。我哋喺呢度，你哋喺嗰度，佢哋喺边度啊 ？Two， 陈生、陈太、陈小姐，陈生喺呢度，陈太喺嗰度。陈小姐在哪里啊 ?3 条裤、件恤衫、对鞋。条裤在这里，件恤衫在那里，对鞋在哪里啊 ?4 支铅笔。支原子筆、本書、支原筆喺呢度，支原子筆喺嗰度，本書喺邊度啊 ？Five， 啲蘋果、啲橙、啲蕉。啲蘋果喺呢度，啲橙喺嗰度，啲蕉喺邊度啊 ？Two. Conversation drill. Carry on the suggested conversations, following the pattern of the example. Teacher. 酒店。Student one. 佢喺邊度啊 ？Student two. 佢喺酒店。One. 銀行 Student one. 佢喺邊度啊 Student two. 佢喺銀行 Two. 餐室 Student one. 佢喺邊度啊 Student two.佢喺餐室。Three. 茶楼。Student one. 佢喺边度啊 ？Student two. 佢喺茶楼。Four. 酒店。Student one.佢喺边度啊 ？Student two， 佢喺酒店。Five， 写字楼。Student one， 佢喺边度啊 ？Student two， 佢喺写字楼。Six， 公司。Student one， 佢喺边度啊 ？Student two， 佢喺公司。Seven， 图书馆。Student one， 佢喺边度啊 ？Student two， 佢喺图书馆。3. Expansion drill. Expand the sentences following the pattern of the example. Example. Teacher. 陈太唔喺屋企。餐室。Student. 陈太唔喺屋企，喺餐室。
1. 佢唔喺圖書館。 公司 佢唔喺圖書館,喺公司。 2. 李生唔喺公司,酒店。 李生唔喺公司,喺酒店。 3. 李小姐唔喺餐室,寫字樓。 李小姐唔喺餐室,喺寫字樓。 4. 陳生唔喺寫字樓,餐室。 陳生唔喺寫字樓,喺餐室。 5. 文華酒店唔喺大道中,天星碼頭對面。 文華酒店唔喺大道中,喺天星碼頭對面。 6. 個車站唔喺對面,呢邊。 個車站唔喺對面,喺呢邊。 7. 美國銀行唔喺呢邊,對面。 美國銀行唔喺呢邊,喺對面。 8. 佢間屋唔喺香港呢邊,九龍嗰邊。 佢間屋唔喺香港呢邊,喺九龍嗰邊。 9. 香港餐室唔喺嗰邊。 呢邊 香港餐室唔喺嗰邊,喺呢邊。 10. 天星碼頭唔喺隔離,對面。 天星碼頭唔喺隔離,喺對面。 11. 美國酒店唔喺左近,中環。 美國酒店唔喺左近,喺中環。 12. 嗰間公司唔喺左近,大道中。 嗰間公司唔喺左近,喺大道中。 This is the end of Lesson 10, Tape 1, continued on Tape 2.